Các bạn ơi, hôm nay mình đang làm then ở Gia Miến. Đây là nhà của cô này. Nhà cô này rất khổ nhá, có nhà sàn, hai mẹ con ở khổ lắm. Nhưng mà vẫn phải làm then để cho bình an. Đấy, nhà sàn ấy rất là khổ đấy. Nhà này ra ngoài xem thấy cái cột nó hơi bị siêu vẹo một tí. Hát then này là pin nào đi hơi thấp nghe sườn mà ước. Tại cái cột nó cong rồi á. Nhờ thầy tôi báo bảo đi hết lên mà ước. Nhà này xây làm từ năm 93 rồi. Đi vào Bình Gia thì vẫn còn nhiều nhà sàn. Nhưng mà ở đây ở Gia Miến, Văn Lãng. Bình Gia thì nhà gỗ miến. Hôm qua thì đi làm một nhà giàu ơi là giàu, hôm nay thì ngược lại. Thì nhà nào cũng phải đi cứu dân độ thế, nhà giàu cũng nhà nghèo vẫn phải đi. Không được chê. Đấy. Thầy này là rất tốt nhà, nghèo không chê, nghèo mà không chê. Đấy. Rất cảm ơn thầy này. Làm thầy thì thầy nào cũng chê thì nó người ta thầy nào làm chỗ. Cái người nghèo người này tốt lắm. Người này phải và phải đi bộ một cái số vào đây. Nhà này còn ở vùng sâu vùng xa với các bạn với. Còn chưa có nhà vệ sinh tự hoại với. Còn phải đi thiên nhiên với. Nhưng mà được cái ở đây thanh bình, không khí trong lành lắm. Đấy, nhà này hai ông bà ngày xưa tự đóng gạch, tự đi cưa gỗ về làm đấy. Thế là giỏi giang. À.